Rồi, bắt đầu nào, nhai đi mọi người, cứ tự nhiên gặm đi. Quay có miếng rồi, đây miếng mới khiếp. Đây đây đây, quay cái miếng này này, rất là giả vờ bon chen. Đây là miếng do hội trưởng gặm đã còn trơ xương. Đây là gặm đúng kỹ thuật, đúng rồi. Còn đây là hội viên mới nhưng mà chịu khó ăn uống lắm, cũng nhậu từ nãy giờ, toàn giết mồi thôi, chả thấy giết rượu gì cả. Thư ký dọn chuẩn lắm. Đây này, mới thò mặt đến đây da ngẽo đây, thư ký ngồi thư ký à, quay quay cận cảnh kìa, gặm chuẩn nhá. Gặm chuẩn này, mấy đĩa cho em. Đây rồi. Tiếp theo là Thịnh Cống. Úi dồi ôi. Đây em ơi. Dạ, vâng. Úi dồi, cái độ nhai đây, nhai đây. Úi dồi, cái độ nhìn nhìn em ăn mà anh thèm. Ăn thôi anh. Ăn đi anh đang quay bỏ bu. Đây là những món này, xôi xối mỡ rắn này. Xối mỡ. Rắn nướng này. Rắn chả lá lốt này. Nem rắn. Nem rắn này. Sung rắn. Sung táo bón này. Xôi rắn tiếp kìa. Đây, thành viên dâu bây giờ rắn rồi. Người bắt đầu ngoằn nghèo như con rắn rồi. Tít boy thì như nào? Quay ngược sang tối thui cái mặt. Đây nhìn đây. Hello, bận đẹp dài nhất hội. Thôi thế thôi. Phê á, còn mệt. Chờ đấy.